Thưa quý vị, theo kế hoạch trong năm 2021, tỉnh Nghệ An phải hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công trên 2.100 tỷ đồng. Và tính đến ngày 20 tháng 11, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 66,47% kế hoạch giao đầu năm. Thời gian không còn nhiều, cho nên việc đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân đầu tư công đang là trách nhiệm khá nặng nề đối với các ngành và địa phương. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 15 hiện là công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An đi qua huyện Đô Lương. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân đạt 80% trên tổng số 286 tỷ đồng được phân bổ trong năm nay. Tuy nhiên, một số đoạn do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhiều nhà thầu đã phải tạm dừng thi công. Hiện tại đơn vị đã thi công được khoảng một cây rưỡi, thì còn vướng mắc khoảng 800 mét mặt bằng trên cái đoạn Nhân Sơn này. Do cái quá trình kiểm kê với lại quá trình chi trả đền bù rất chi là chậm, nên là đơn vị thi công chờ được 2 tháng nay rồi. Và hiện tại là mỗi rút máy, đến bây giờ chúng tôi cũng đã rút xe, rút máy về Thanh Hóa để làm những việc khác, không thể ở đây để chờ việc ở đây để mất công người bảo vệ rồi máy móc lại không phục vụ được công việc khác. Từ giữa tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 4 tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và giải ngân của 54 dự án do các ngành địa phương chịu trách nhiệm triển khai. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải có 5 dự án quan trọng. Đến nay, thì cái nguồn vốn mà được bổ cũng như tỉnh giao thì chúng tôi đã giải ngân trên 70%. Phải nói rằng, trong năm 2021, thì để mà giải ngân được cái nguồn vốn thì cũng rất khó khăn. Và chúng tôi cũng đã cam kết với bộ cũng như tỉnh, giờ cho đến hết năm chúng tôi sẽ giải ngân toàn bộ 100% nguồn vốn được giao. Đến nay đã có 19 trên 21 địa phương cấp huyện cũng như các sở ngành kết quả giải ngân cao hơn con số bình quân của cả tỉnh. Cùng với việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhiều địa phương đơn vị đang tập trung để hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ thầu, hồ sơ quyết toán. Đây cũng là nhiệm vụ mà thị xã Cửa Lò đang chỉ đạo để hoàn thành 37% tỷ lệ giải ngân còn lại của năm 2021. Thì ban quản lý dự án cũng đã lập kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng dự án và sẽ thực hiện đúng cái kế hoạch đó. Thì theo kế hoạch thì từ giờ cho đến giữa tháng 12 thì cơ bản là ban quản lý dự án sẽ giải ngân khoảng 90%. Phần còn lại là những cái phần nhỏ thì sẽ liên quan đến cái thủ tục đầu tư thanh quyết toán AB các thứ thì sẽ giải ngân trước 31/1/2022. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công đang là giải pháp quan trọng mà chính phủ chỉ đạo để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh bị tác động của dịch COVID-19. Theo luật đầu tư công, đến cuối tháng 1 năm 2021, Nghệ An sẽ phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân theo cam kết. Như vậy, thời gian còn lại không còn nhiều, đòi hỏi nỗ lực, trách nhiệm rất lớn từ các ngành, địa phương.